Sáng ngày 18 tháng 3, theo giờ Việt Nam, ca sĩ Phương Loan cùng nhiều nghệ sĩ V-Beat đang ở Mỹ đã có động thái tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài vào đúng 100 ngày ông vĩnh viễn lìa xa trần thế. Ca sĩ Phương Loan đã chuẩn bị rất nhiều hoa để bày trí trang trọng tại nơi an vị của nghệ sĩ Chí Tài. Không giấu được nỗi buồn vì người chồng gắn kết 33 năm đã qua đời, ca sĩ Phương Loan lộ đôi mắt sưng húp và chia sẻ xúc động. 100 ngày anh yên nghỉ, bé Hèo nhớ anh. Và mới đây, vợ Chí Tài cũng tiếp tục cho đăng tải những hình ảnh bên trong nghĩa trang kèm hoa trên phần mộ của cố nghệ sĩ, khiến các fan không thể kìm được cảm xúc. 100 ngày, bé Hèo không còn nghe giọng nói của anh. Ca sĩ Phương Loan tiếp tục chia sẻ sự nhớ thương của mình trên mạng xã hội. Có lẽ mặc dù đã trải qua ngần ấy thời gian, thế nhưng dường như ca sĩ Phương Loan vẫn không thể nào chấp nhận được sự mất mát này. Không chỉ ca sĩ Phương Loan, Hoài Tâm cũng tranh thủ cùng người bạn đến viếng người anh thân thiết. Danh hài Thúy Nga do bận công việc nên không thể đến nghĩa trang vào đúng 100 ngày nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Cô nhắn nhủ: "Xin lỗi anh trai nhé, mai là 101 ngày em sẽ ghé viếng anh. Thương chị và mãi nhớ anh nhiều." Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 3, nghệ sĩ Hoài Linh cũng có động thái tưởng nhớ người tri kỷ quá cố bằng cách đăng con số 100 lên trang cá nhân và không ghi bất cứ gì thêm. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng con số này tượng trưng cho số ngày mà cố nghệ sĩ Chí Tài đã rời xa ánh đèn sân khấu, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng như hàng triệu khán giả mến mộ. Được biết, di ảnh của nghệ sĩ Chí Tài đang được nghệ sĩ Hoài Linh đặt thờ cúng tại đền thờ 100 tỷ tại Việt Nam.